Chiến thắng 4-1 trước Newcastle tác động rất nhiều đến Paul Pogba. Cầu thủ người Pháp muốn gắn bó thêm với đội chủ sân Old Trafford vì cho rằng Man United đủ sức mạnh để cạnh tranh với những danh hiệu trong thời gian sắp tới. Pogba đang cảm nhận được sự hạnh phúc khi được chơi bên cạnh những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Nhà báo này cũng cho biết thêm, sự xuất hiện của các bản hợp đồng mới trong mùa hè năm nay cũng một phần tác động đến tâm lý của Pogba. Varane là người cùng thi đấu với Pogba trên đội tuyển quốc gia. Và cầu thủ xuất sắc nhất thế giới Ronaldo nữa, đặc biệt là người bạn thân Bruno đã tác động rất nhiều lên tâm lý của cầu thủ này. Anh em nghĩ sao đến Pogba gia hạn hợp đồng và MU sẽ phải chiêu mộ thêm cầu thủ nào để phát huy tối đa hàng tiền vệ của mình? Anh em để lại bình luận cho chúng tôi được biết nhé. Cảm ơn anh em rất nhiều. Daily Star mới đây vừa dọn ra 5 cái tên nổi bật nhất vòng 4 ngoại hạng Anh mùa 2021-2022. Anh em hãy cùng chúng tôi xem những cầu thủ nào nhé. Thứ nhất là Wilfried Zaha. Crystal Palace gây sốc khi hạ gục Tottenham, đội duy nhất toàn thắng 3 trận đầu mùa. Zaha là cái tên chơi hay nhất khi cầu thủ của Manchester United tung ra 4 pha dứt điểm, đóng góp 1 kiến tạo và ghi 1 bàn. Theo thống kê từ GoalScore, tuyển thủ bờ biển Nga thắng tranh chấp tay đôi 11 lần, giữ bóng thành công 6 lần, bị phạm lỗi 4 lần và thu hồi bóng 6 lần. Hai là Hwang Hee-chan, tiền đạo Hàn Quốc vào sân ở phút 63 và trở thành nhân tố nổi bật trên hàng công giúp Wolverhampton đánh bại 2-0 Watford. Trong khoảng 30 phút có mặt trên sân, Hoàng đã chơi thực sự ấn tượng. Bên cạnh bàn thắng, số 26 của bầy sói tạo ra một cơ hội ngon ăn. Có 6 lần thắng tranh chấp tay đôi, 1 lần giải vây, 3 lần thu hồi bóng và đạt tỷ lệ tắc bóng thành công 100%. 3 là Romelu Lukaku. Ronaldo gọi và Lukaku trả lời. Tiền đạo người Bỉ ghi 2 bàn giúp Chelsea hạ Aston Villa 3-0. Lukaku trở thành sự bổ sung quan trọng, giúp The Blue tự tin cạnh tranh chiếc vô địch Premier League mùa này. Trụ phong sinh năm 1993 mang đến những giải pháp tấn công mới mẻ với khả năng càn lướt và dứt điểm ngày càng hoàn thiện. Thứ tư là Mohamed Salah. Salah ghi bàn mở tỷ số trong chiến thắng 3-0 của Liverpool trước Leeds United. Đây là pha lập công thứ 100 của tiền đạo người Ai Cập tại Premier League. Số 11 của The Kop đạt phong độ ổn định khi ghi 3 bàn sau 4 trận, giúp đội nhà duy trì thành tích bất bại từ đầu mùa. Và cuối cùng, người có màn trình diễn chói sáng hơn cả đó là siêu tiền đạo Cristiano Ronaldo của Manchester United. Ronaldo có lần thứ 2 ra mắt quỷ đỏ hoàn hảo theo cú đúp bàn thắng. Theo BBC, siêu sao 36 tuổi thực hiện cú nước rút đạt vận tốc 32,5 km/h khi nâng tỷ số lên 2-1 cho Man United. Thống kê từ Fox Sports cho biết, Ronaldo chỉ chạm bóng 62 lần cả trận nhưng tung ra 6 pha dứt điểm và 2 trong số đó trở thành bàn thắng. CR7 thực hiện nhiệm vụ quan trọng nhất để mang về thắng lợi 4-1 cho đội chủ sân Old Trafford trước Newcastle. Theo Toto Fairchild, Juventus đang lên kế hoạch chiêu mộ David De Gea ở mùa hè tới. Thủ thành người Tây Ban Nha đánh mất vị trí vào tay Dean Henderson ở giai đoạn cuối mùa giải trước. Tuy nhiên, Henderson gặp chấn thương và dính Covid-19. De Gea đã tận dụng tốt cơ hội để ghi điểm cho mắt huấn luyện viên Ole Gunnar Solskjaer. Nhưng Henderson mới được xem là tương lai của Quỷ Đỏ. De Gea đã 30 tuổi và hưởng mức lương cao ngất ngưởng lên đến 375.000 bảng một tuần. Man United vì vậy có lý do để bán thủ thành người Tây Ban Nha để không ngăn cản sự phát triển của Dean Henderson. Juventus xem De Gea là phương án thích hợp để thay thế cho Wojciech Szczesny trong khung gỗ. Cựu sao Atletico Madrid còn hợp đồng đến năm 2023 và hiện được định giá là 18 triệu euro. Sau màn ra mắt tệ hại của Saul Niguez, cổ động viên Liverpool và Manchester United thở phào nhẹ nhõm khi câu lạc bộ của họ đã không chiêu mộ Saul. Tuy nhiên, vị trí tiền vệ đánh chặn vẫn đang là vấn đề nhức nhối với Man United. Dù thắng tưng bừng trước Newcastle, tuy nhiên Nemanja Matic lại có màn trình diễn đáng thất vọng. Rõ ràng nếu sử dụng đồng thời cả Bruno Fernandes và Paul Pogba ở khu trung tuyến, Matic, Fred hay Scott McTominay khó có thể đảm nhận vai trò đánh chặn đơn độc. Với những lý do này, Manchester tất càng có thêm lý do để đẩy nhanh tiến độ đàm phán với Declan Rice. So với Saul, rõ ràng siêu sao thuộc biên chế West Ham không cần nhiều thời gian làm quen với môi trường ngoại hạng Anh. Đẳng cấp của tiền thủ tam sư đã được khẳng định. Rice sẽ là trạm trung tuyển chất lượng ở giữa sân, giúp Man United áp đặt lối chơi. Ngay từ bây giờ, Quỷ Đỏ phải lên kế hoạch chiêu mộ ngôi sao 22 tuổi cho kỳ chuyển nhượng mùa đông. Sau nhiều ngày chờ đợi, Champions League 2021-2022 sẽ chính thức khởi tranh trong tuần này. Lượt trận đầu tiên sẽ diễn ra từ ngày rằng trọng tài đã sai khi bắt ép đội tuyển Việt Nam, sẽ giúp chúng ta không bị bù trừ lượt trận tiếp theo. Nếu FIFA thừa nhận họ sai, chắc chắn trọng tài ở trận Việt Nam Trung Quốc sẽ có đôi chút thiên vị với đội tuyển Việt Nam để bù trừ cho những quyết định ở hai lượt trận đầu tiên. Tờ 163 của Trung Quốc bình luận. Trước đó, ở cả hai trận đấu đầu tiên vòng loại World Cup thứ 3 khu vực châu Á, đội tuyển Việt Nam đều phải trải qua những tình huống mà trọng tài chính đã tham khảo VAR và đều nhận về những kết quả bất lợi. Đội tuyển Futsal Việt Nam đã có buổi tập làm quen tại nhà thi đấu Caipeda.
Litva. Đáng chú ý, dù phải đụng độ với cường quốc số 1 thế giới ở bộ môn bóng đá trong nhà, nhưng thầy trò huấn luyện viên Phạm Minh Giang lại tập power play đá nằm. Đây là một động thái bất ngờ bởi gần như chắc chắn đội tuyển Việt Nam sẽ phải gồng mình chống đỡ trước các vũ công Sapa. Cơ hội của các chàng trai áo đỏ có chẳng chỉ đến từ những pha phản kích thần tốc nhờ tận dụng vào pha dâng cao của đối phương. Mục tiêu hàng đầu của chúng ta là hạ để thủng lưới ít nhất có thể, cạnh tranh hiệu số bàn thắng bại nhằm tìm kiếm một vé vào vòng knockout. Trong khi đó, chiến thuật power play thường được triển khai khi một đội bóng quyết tâm tìm kiếm bàn thắng. Theo chia sẻ của tuyển trưởng đội tuyển bóng đá trong nhà Việt Nam, tinh thần của toàn đội đang là rất tốt. Việc được thử sức với các đối thủ mạnh như Nhật Bản, Tây Ban Nha hay Maroc trước thềm World Cup giúp bản lĩnh các cầu thủ được nâng cao. Trận đấu này sẽ được diễn ra vào lúc 0 giờ rạng sáng ngày 14 tháng 9 theo giờ Việt Nam. Tin bóng đá tối ngày 13 tháng 9 tới đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Hiện bóng đá kết nối niềm đam mê túc cầu.